Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn ba phôi mai rừng đọt xanh Khánh Hòa. Cây vừa được làm phim vào buổi chiều nay và được khai thác vào buổi trưa ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4 nha. Một cái phôi mai ba chân rất là lực. Cây này là cũng là cây trọng nhất của ngày hôm nay luôn bạn, to. Đầu tiên là mã KA1 hoành 34. Hoành 34. Chiều cao từ mặt dĩa lên đến ngọn cắt trên của nó là 64. Cây rất là lật, các bạn nhìn rất là lật ha. Nhỏ thôi nhưng mà nhìn rất là lật. Nói gì chứ hoành 34 cũng là khá to rồi các bạn. Phôi này nhìn nó rất là già các bạn ạ. Lúc nở trên rừng nó bị người ta chặt các bạn. Rồi nó lên những cái chốt mới. Mà những cái chốt cũ thì nó bị lũa. Nó có chỗ thì nó ôm mặt. Thẹo. Nhìn cái cây nó già khú luôn. Đó, thấy không? Ôm mặt thẹo lại nhìn nó già, rất là già luôn. Bốn chốt. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 350 nghìn, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. 350 nghìn, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, tiếp theo là mã KA2. Hoành của nó thì nhỏ thôi, có 31 thôi nha các bạn nha. Hoành 31. Chiều cao từ mặt dĩa lên đến ngọn cắt trên của nó là 56. Phôi này có 4 chốt. Có 4 chốt. Rễ thì nó một bên nha, rễ một bề chứ không có đều được hết nha. Phôi này giao lưu với anh chị em mình với giá là 200 nghìn. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha. 200 nghìn, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em nào yêu những cái phôi này thì liên hệ ha. Mới tập chơi này kia đó thì mình cũng có thể mua những cái phôi như vậy mình chơi các bạn. Vì giá tiền của nó thì nhỏ thôi, không có là bao nhiêu. Mình tập thì nó cái gì nó rẻ rẻ mình tập nó không ngán các bạn. Rồi tiếp theo là mã KA3. Cũng là mã cuối cùng của ngày hôm nay nha. KA3. Hoành thân của nó là 31. Hoành thân là 31. Nếu mà đo chệch xuống dưới thì chắc nó tầm khoảng 30 nha các bạn nha. Chiều cao là 60. Chiều cao từ mặt dĩa lên là 60. Cây này khá là nhiều rễ. 1, 2, 3, 4, 5. Cái phô mai này nó có tất cả là 5 cái rễ nha các bạn nha. Bên cạnh đó thì nó còn một số cái rễ nhỏ nữa. 5 rễ lớn và một số rễ nhỏ. Tùy theo các bạn ha. Các bạn thích cho nó liền thì các bạn cắt cho nó cái rễ cái đó các bạn cắt lên một chút xíu. Thì cây nó sẽ liền đế hơn. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 250 nghìn ha. 250 nghìn. Em không biết em có bị Covid không nữa mà. Bấy lâu nay là nó vẫn bị dướng đàm họ. Dướng đàm mà. Nó rè rè, cái giọng nó rè rè. Chắc lẽ là do hậu hậu Covid quá. Nhưng mà mình bị Covid mình không hay các bạn. Đó. Rồi, anh chị em nào yêu những cái phôi mai này thì liên hệ nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.